tại bến phà xã Phước Khánh. Đợt tạp kỹ vui nhộn của ông năm tài tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ, với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Phú Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi bà con kéo tới quá rồi, từ ơn. Rồi ơi mấy đứa. Rồi rồi này nè, đội mão vô nè con. Rồi rồi bà con tới rồi đó hen. Rồi nè mấy bộ đồ này hen, ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông Hoài Linh ông đóng kịch sao có bộ đồ này không cho bận vừa y chờ. Đó được. Ủa tôi có Thanh, sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á cha con mình ăn sang bữa. Bây giờ mệt ngồi nghỉ cha thế con. Rồi chuẩn bị nè, đó chuẩn bị chưa? Rồi rồi lên lên lên, vô chuẩn bị nghe. Mở màn. Giặc sấm lâm đang tràn sáng cõi bờ, vững lòng trái ta đâu thể ngồi yên. Tạm biệt phụ nhân ta sông lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lăng tấn công lan tràn cõi bờ. Bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Tình mình xe xua kim ngàn đời khóc. Xin lỗi bà con nha, không sao đâu con, đi thay đồ đi con. À, không sao, cảm ơn bà con nhiều nha. Dạ xin cảm ơn, ô bà con. À, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nha, bữa khác quay lại con nha. Rồi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi. Hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sộp bữa. Ha, đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á, mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á, nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê, khoan, ở trong có bận gì không? Dạ có. Vậy tao lột được. Quán rồi đi. À, có rồi.
Rồi, rồi ăn ăn chia qua qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Rồi rồi rồi, chút cha ăn sau tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ, rồi đó. Rồi rồi. Rồi dép con nè. Này em thèm lâu lắm rồi. Không, ăn đi con, gan với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó. Phần của em đâu? Nè. Nè. Cái giò. Cái này á hả? Ờ. Con chạy cái cảnh này lắm rồi. Ờ. Em xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành. Sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai kém chính á, mà đối xử với con vậy đó hả? Con con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu, cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà nó xin? Em cho ích kỷ á. Hả? Sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đến gặp cha và xin con về ở với mẹ, mà cha dứt quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải, mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi vì cha sợ nếu tôi đi rồi, ai sẽ hát cái vai kép chính này đây? Mà nếu không có ai hát á, thì cha sẽ không có tiền. Phải không cha? Mày! Dạ! Yeah. Ờ đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này, nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Hả? Còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á, thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia phà kìa. Tôi cha con đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi, con được theo nó coi sao nha cha. Thành ơi! Thành! Làm cho cha, cho anh chị thêm buồn vì đêm ngày
tiền để cho tôi được chữa trị bệnh tình. Thành ơi, cha biết tiền con đâu. Đừng khóc nữa cha ơi, người cha mà con đã tôn thờ yêu kính. Hãy tha lỗi cho con vì đã vô tâm làm cha phải lòng. Cha hãy xem như chưa từng lắm con ở góc chợ năm nào. Anh chị đừng buồn vì na em xa dân, mà hãy lo chăm sóc cho cha già, đừng để cha buồn vì nhớ thương em. Anh hai đừng cho cha múa cờ nữa, vì cuộc sống của cha đang đau á. Anh Tư, anh hãy thay em diễn vai dùng nó, vì năm già bé bày vỡ văn mùng cho cha mỗi lúc đêm về. Còn bé Tám á, không có được khóc nhè nữa, hãy phụ giúp gia đình khi không có anh. Em của con nó không có bất hiếu nghe, nó không có hỗn với tụi con đâu. Nó đi gì nó gửi tiền cho cha chữa bệnh nè. Mày đứa, bố ra tìm em đi con. Biết đâu nó còn quanh quẩn ở cái bến phà này. Tìm nó đi, nói là cha nhờ nó. Em đây rồi Thành ơi, về đây cha đợi đó Thành ơi. Thành ơi, đừng bỏ mấy anh chị. Đây là một tiết mục mà tất cả mọi người khi mà xem không thể nào cầm lòng được, không thể nào mà có thể ngăn được những dòng nước mắt của mình. Thứ nhất đó là bởi vì có lẽ là sự kết hợp quá tuyệt vời của tất cả các con đã hỗ trợ cho Quách Phú Thành. Và cái điều quan trọng hơn hết mà chú nhìn thấy đó là cái tình của ông Năm. Cái tình của ông Năm các con đã gửi gắm vào trong cái câu chuyện này. Và ông Năm đã hỗ trợ cho các con rất là tuyệt vời. Một tràng vỗ tay dành cho nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, người thầy của tất cả các bé. Thanh Hằng cũng xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Ông Năm đã làm một cái dấu ấn cho cải lương tuyệt vời quá. Quách Phú Thành cái tiết mục này con diễn rất là hoàn hảo, mà gọi là xuất sắc luôn nữa. Một lần nữa cảm ơn ông. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Ở đây thì tiết mục đã mang lại rất là nhiều cảm xúc. Với cái Donnie đóng giày này, em đã khai thác hết tất cả những cái thế mạnh để em dồn vào cho Quách Phú Thành. Từ cái hài đầu tiên cho tới cái vai diễn ở trên sân khấu, những cái tính cách
em thay đổi liên tục. Em làm cho nó không có bị một màu. Và trong những cái lúc diễn đó, em phô được cho mọi người thấy là một cái người học trò của em giọng hát như thế nào, nhịp nhàng ra làm sao, bài bản em cũng đổi liên tục. Riêng về Quách Phú Thành, con may mắn khi có ông Năm bên cạnh con, một người lúc nào cũng tâm huyết với nghề. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo nghệ sĩ Hoài Linh. Quách Phú Thành hát hài ca bi, chinh diện rồi phản diện, thể hiện diễn xuất điêu luyện, tuyệt đỉnh cho đến tuyệt vời. Ở đây thứ tài siêu nhí có thể là ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư nó gần kề, nhưng con đã đạt một đỉnh trở thành người chuyên nghiệp trong khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy sao? Chúc mừng, ta đã yêu nhau, cùng nhau gặp gỡ trong ngày hôm nay. Ta hãy nghe coi các vị giám khảo dành cho con mấy điểm nè. Cô Thanh Hằng, cô sẽ dành cho Quách Phú Thành bao nhiêu điểm? 10 điểm! Cảm ơn cô! Xin mời giám khảo Hoài Linh. Không, cho chục người cũng kỳ. Tại vì tôi cũng có một cái suy nghĩ của tôi, cho nên là tôi ngắt bớt bớt hai. Tôi lấy thập. Chứ không có lấy 10, không lấy chục mà tôi lấy thập. Thập là nhiều biết không con? Thập là nhiều con biết không? 10. Đó là 10 điểm. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh vì cái điểm thập. Chúc mừng Quách Phú Thành và nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Chúc mừng Quách Phú Thành, con đã hoàn thành phần thi của mình. Và cảm ơn các bạn của Vũ đoàn Chuông Gió. Những cái chỗ hát lên cao của con cực kỳ sáng và đẹp bài hát. Còn nữa là con còn diễn xuất làm công tử Bạc Liêu đâu. Con sọt tay túi quần làm công tử Bạc Liêu lại cho mọi người coi coi. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nâu trứng, tỏ ra mình giàu. Cái hất mặt á, cái hất mặt rất cái là giàu. Cái điều ở đây huấn luyện viên rất là giỏi, không phải đẩy con lên đến tối đa, biết kềm con lại. Tiết mục này vừa đủ kiềm chế để giọng hát và diễn xuất phối hợp điêu luyện với một dàn vũ công rất là lớn, rất là chuyên nghiệp như thế. Càng ngày con càng tỏa sáng ra, con càng bộc lộ con là nghệ sĩ. Yeah! Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ngay cái ngày đầu tiên chú gặp con, khi cái vòng casting đầu tiên, khi con mặc cái áo dài khăn đóng màu xanh, chú đã nói là nhìn con nó lỏng thõng giống như là mấy ông ở trong cái đi coi đình, mấy ông từ mà giữ đình vậy đó. Chú nhìn con chú thấy thương lắm. Và tới ngày hôm nay con vẫn giữ được cái nét dễ thương đó. Con đã được chăm chút bởi ông Năm. Chú nghĩ ông Năm của con là một người phù thủy và một cái người sáng tạo. Anh có ghi rất là rõ ràng trong này nè Quốc. Hai cái câu hò đầu của con là con đã lấy lòng được chú rồi, bởi vì con vô cái hai cái hò rất là ngọt. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và trước khi mấy cô chú cho điểm á, thì giờ mình lấy lòng giám khảo lại, đặc biệt là giám khảo Hoài Linh bằng câu hò hồi nãy đi con. Hò dòng sông Hầu, ăn chén cơm đầy em nhớ đất Cần Thơ. Hay quá, quá ngọt ngào. Hát chuẩn y như là mình nghe mở đĩa vậy. Yeah, đúng rồi. Và chú hy vọng rằng sau này con sẽ là
một kép chánh của cải lương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Chú. Nếu như mà hai câu đó đã lấy lòng được chú Hoài Linh rồi thì điểm số của chú Hoài Linh dành cho bé Quách Phú Thành là bao nhiêu ạ? 10 điểm. Chúc mừng con điểm 10 đầu tiên của đêm nay. Và điểm số từ cô Thanh Hằng, 10. Hai điểm số tuyệt đối của hai vị giám khảo rồi. Còn cô Trang với chú Bạch thì chúng ta sẽ biết sau. Trời ơi, đi kìa. Nó đi kìa. Con xin kính chào quý vị khán giả và các thầy cô. Con tên là Đinh Bụi Hồng Nguyên. Năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến với cuộc thi Thử Tài Siêu Nhí mùa 4. Con xin được dự thi một ca khúc Việt Nam rất là nổi tiếng, đó là ca khúc Thằng Bờm. Quý vị khán giả và các thầy cô nhớ chọn con nha. Nguyên bài thầy, thầy đợi có chữ đó thầy nghe cho nó sướng. Mà con nghĩ là ba bò chín châu. Thôi 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 đừng làm, mình đừng làm kỳ được lắm. Rồi được rồi được rồi. Ủa chú làm giống con thử rồi con hát ba bò chín châu có chú diễn giống con rồi nè, con hát thử đi. Phú ông xin đợi ba bò là bò chín châu. Giống mắm quẻ vậy sợ. Trời ơi con ơi, ai chỉ con hát cái chữ phú ông vậy? Dạ mẹ. Trời ơi con hát, con có biết là con hát cái chữ phú ông nó muốn cưng. Trời ơi cưng. Thương chữ phú ông dễ sợ luôn á. Nguyên bài thầy đợi cái chỗ đó thầy nghe cho nó đã. Phú ông. Phú ông. Bây giờ mời con lắng nghe nhận xét
từ những thầy cô cũng như sự thuyết phục của các thầy cô nha. Xin mời. Phải vô thôi, 5 tuổi đố ai làm được như con. Phải đậu thôi. Con hát rất là dễ thương hồn nhiên. Khi mà mình hát một bài mà khán giả phải đợi, đợi nghe cái phú âm, phú âm là có cái sự hấp dẫn của bài hát. Khi mà con đặt, mà con mới có 5 tuổi mà con đã biết cách tạo dấu ấn, cũng như là con đã truyền tải được những gì mẹ con chỉ cho con. Và cách biểu diễn, ôi dễ thương lắm con ơi, phải vô thôi, con phải về đổi với thầy nha. Đó là những lời chia sẻ của lớp học Nhi Sắc Nhí, lớp của thầy Quốc Đại, của cô Thảo với của thầy Lộc. Chú Đình Lộc. Chú gì? Chú Đình Lộc. Con biết chú Đình Lộc không? Dạ biết. Sao con biết được chú Đình Lộc? Dạ tại hồi bữa chú Đình Lộc chơi game show với con với cô Xuân Thảo. Chết rồi. Biết rồi nha. Biết, chết biết. Rồi. Biết số phận bên kia. Không, nhưng mà mình vẫn phải nghe hai thầy ở bên lớp xì trâm nghe nha. Chúng ta nghe thử nè. Đầu tiên là chú khen ngợi con với tiết mục vừa rồi. Diễn rất là duyên dáng, hát cũng duyên dáng và dễ thương. Với một bạn chỉ có 5 tuổi thì con làm hơn những gì mà chú có thể tưởng tượng được ở bạn 5 tuổi. Bản thân chú hay là chú Quốc Đài đều mong muốn có thể làm được nhiều hơn cho tụi con, để tụi con có thể phát triển những khả năng, những cái năng khiếu của mình. Và hơn hết là giúp cho tụi con có một cái kỷ niệm thật đẹp, đúng với lứa tuổi, với tuổi thơ của tụi con. Cho nên việc con lựa chọn về đội của chú hay chú Quốc Đài, chú đều ủng hộ con hết. Nhưng mà thằng Bồm á, có cái quạt mo là phú ông phải đổi cái này đổi cái kia mới có được, đúng không? Vậy thì bây giờ cũng giống như vậy. Bây giờ Hồng Uyên sẽ lắng nghe thử coi những thầy cô phía bên dưới có quà gì tặng cho con hay không, để con quyết định xem mình về đội nào. Xin mời ạ. Rồi. Con thích không? Dạ không. Nhà con có nhiều gấu bông mày. Vậy hả? Vậy rồi bây giờ suy nghĩ. Lại lần. Con thích không? Dạ không. Không sao đâu anh. Ôi tôi muốn gục ngã luôn rồi. Phú ông đổi cũng phải 5-7 món mới tới được đúng chứ. Rồi bây giờ vậy nha. Mời con đi xuống dưới. Còn nếu như con muốn học lớp học nào thì con khoanh tay lại, con chào con xin vô lớp học của mình nha. Mời con. Trời ơi bà phải ghét không? Bà đi cả nhóm, bà nhóm như kìa. Super model. Chúc mừng cho lớp học Nhi Sắc Nhí. Lên ngồi luôn. Đã có được vé Hồng Uyên cho đội của mình. Nên làng nên bạn ngơ theo
theo gương thuở trước mà nên ca trù nên điều hát vang y. Tiếng hát ấy theo dòng lịch sử từ Quang Trung đài nghĩa Phú Xuân thời Bắc thời Nam như đôi dòng sữa để cho đời đẹp khúc Nam Xuân. Lại một bản hành dân, một điệu hò mai đầy hoành tráng tuyệt vời. Bé Quang Hiểu, nhóm bè vũ đoàn Chuông Gió và ba cô gái xinh đẹp đang tranh. Tất cả đã tạo nên một không khí rất là xúc động. Không phải chỉ là cái sự hào hùng trong tiết mục, trong giọng hát của con đâu, mà cái cảm xúc giống như bài hát Từ Cội Nguồn, nó đã lan tỏa đến tất cả mọi người chúng ta. Và ở đây những người Việt Nam có thể hãnh diện vì những gì mà con đã mang đến cho mọi người, vì chúng ta là những người con Việt, chúng ta yêu quê hương của mình, phải không quý vị? Một tràng vỗ tay nữa dành cho bé Quang Hiểu. Cảm ơn tất cả các bạn. Yên Tràng ơi, hay quá Yên Tràng ơi. Mời cô giáo Yến Trang chia sẻ trước về cái phần thi của học trò mình nè. Bản thân Yến Trang là cô giáo mà vẫn cảm thấy rất là nổi da gà khi mà một lần nữa nghe Hiểu hát, bởi vì tất cả những cái cách xử lý ở trong bài hát này nó không dễ dàng đối với lại một người lớn nữa, mà một cậu bé như Hiểu ngày hôm nay trên sân khấu này sau những ngày tập dượt thì Hiểu vẫn làm rất tốt như những ngày mà đã tập dượt, thậm chí là còn thăng hoa hơn, thì Trang cảm thấy rất là hãnh diện. Cảm ơn con nha, con đã làm cho cô giáo của mình rất hạnh phúc trong cái phần trình diễn của con đó. Và chú thấy là giám khảo Hoài Linh hồi nãy cũng đã không thể nào kiềm chế được. Mời chú Hoài Linh. Khi chú thấy con dự thi cái bài hát Hát Từ Cội Nguồn là chú sợ. Chú sợ lắm. Cái cách xử lý của con thì chú không bao giờ chú đi so sánh với một ca sĩ khác. Mà chú nói ở đây á, con dám chọn bài này là con dám thử thách bản thân con. Dạ. Yeah. Bởi trong cái bài này cái âm vực nó rất là rõ ràng, cao thấp đâu đó nó có điều hết. Và đặc biệt là con đã làm được một cái điều mà chú nghĩ là với cái tuổi của con sẽ không làm được đâu. Nhưng mà với sự cố gắng con đã làm quá tuyệt vời, là ở trong này có tất cả Bắc, Trung, Nam đều có hết. Và cái chuyển giọng từ cái giọng Bắc qua cái giọng Nam của con nó cũng rất là rõ ràng. Rồi tới cái hò Huế của con cũng làm rất là đẹp.
Cho nên là chú rất là hưng phấn với một cái cậu bé mà vừa điển trai nè ha, hát tốt nè ha, mà dám liều lĩnh thử thách cái bản thân mình bằng một cái bài hát như vậy. Nếu trong cuộc sống của con có những cái kiên định rõ ràng như vậy và con có những thử thách bản thân con như vậy thì chắc chắn con sẽ thành công. Và đối với cái tuổi của con, chú cho đây là phần diễn tuyệt vời nhất của con từ trước tới bây giờ. Cảm ơn chú Hoài Linh. Mới có mấy tuần thôi mà thấy sự trưởng thành của con trong phong cách, trong nét mặt, trong ngoại hình và cả tâm hồn của con nữa. Ở đây con đảm bảo được hơi Bắc, hơi Nam. Và cái điều quan trọng nữa là cái sự dàn dựng của tiết mục của con, nó là sự nỗ lực hết mình trong khả năng có thể. Đây là một dấu mốc rất là lớn trong cuộc đời của con, khi con đã ghi dấu ấn rất sâu đậm với tác phẩm này. 10 năm sau, 20 năm sau con xem lại, con cảm thấy rằng đây là một kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời với thử tài siêu nhí của con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Cô khen là cái giọng con rất là vang, cho nên là khi con hát tương tác với hợp xướng mà con không có bị lép vế với hợp xướng. Cái tốt ở chỗ là con cứ lịch lãm mà đứng mà hát đầy tự tin và tập trung hết sức vô cái giọng hát của mình. Đó là cái điểm mạnh của con. Nhưng mà cô nhắc con á, là cái ngân của con á, là con chưa có cái độ rung, cho nên con phải cần tập cái độ rung để khi mà con hát mấy nốt cao á, nó không có bị chát. Vậy thôi. Cảm ơn con nha. Chúc cảm ơn các vị giám khảo. Những lời khen tặng cũng như là những lời góp ý sẽ giúp cho con rất nhiều sau này Quang hiểu nha. Con xin kính chào quý thầy cô. Con xin được tự giới thiệu, con tên Nguyễn Hạnh Gia Nghi. Năm nay con 10 tuổi, con đến từ Cần Thơ. Hôm nay con xin trình bày ca khúc Quê Tôi. Con mời mọi người cùng thưởng thức. Học được 1 năm rưỡi. Hôm nay mà hát vậy á, rồi con thấy không được bấm mà con sao? Cũng hay buồn mà cũng không có buồn lắm. Thầy cố tình vậy để thầy hỏi cái cảm giác của con thôi, chứ thầy rất muốn bấm con. Yeah. Cảm ơn thầy. Ở con á thì cái giọng trong trẻo, nó dễ thương mà nó sáng trưng à. Nhưng mà có những cái chỗ ví dụ như chữ lũy tre đó, nhiều khi cái mới vô cái mình lũy mà cái lũy tre nó cao quá sao á, cái nó lên tuốt ở trển. Nhưng mà những cái đó thì thầy giúp cho con được. Con hát dễ thương lắm con ơi. Thầy Nam Cường hình như cũng có những cái sự phân vân đúng không ạ? Đúng rồi, đúng là giọng hát của con vô cùng trong trẻo, vô cùng dễ thương, đúng với cái lứa tuổi của con. Chú thích bài này lắm bởi vì nữ hình ảnh nó rất là đẹp. Và ở trên màn hình LED ngày hôm nay hiện lên những cái điều đó gặp con hát nữa. Chú phân vân bởi vì là ở trong phần hát của con cũng có một vài chỗ có vấn đề. Và ngay cả cái cách con chia hơi ra để hát còn có nhiều thứ nó có trục trặc. Con có muốn mình có hai sự lựa chọn hay không? Dạ, con nghĩ chắc con rất là vui. Rất là vui. Sao tự không? Nhiên tôi năn nỉ chi là lỡ dễ bển sao ta? Cái sự trong trẻo, sự dễ thương của con á, nó khiến cho mọi người cảm thấy rất là bình yên. Nhưng mà bây giờ á, bắt đầu là sóng gió. Cái phân vân ở đây là gì? Khi mà nhận tụi con về thì trách nhiệm của các thầy rất là cao. Phải làm cái gì cho tụi con? Nên thầy ngồi suy nghĩ, với con thầy sẽ mất bao lâu để sửa, với con thầy sẽ làm cái gì, chọn bài như thế nào, và dàn dựng cho con trên sân khấu để làm sao con cho con tỏa sáng. Nên khi thầy đã quyết định bấm cái nút này thì thầy đã có con đường riêng cho con rồi. Cảm ơn thầy. Sao bên bển lúc nào cũng trễ ha, suy nghĩ cũng lâu hơn người ta. Anh nói quá mà. Lớp xì trâm và lớp nhi sắc nhí, mời con quyết định quê hương bây giờ sẽ là Bảo Tố. Nhi ơi, sao anh lại thấy bé nhìn bên Cường hoài à? Buồn. Con rất cảm ơn hai đội đã chọn con. Nhưng con rất tiếc nên vì chỉ chọn được một đội thôi. Con xin chọn đội... của... Quốc Đại. Yeah. Cảm ơn con. Thi can cùng tuế nguyện
chậm thời gian đã ghi tạc hình dáng nét trang trổ phương long uốn lượn tựa mây sóng. Thưa quý vị, có thể nói đây là một thí sinh cũng rất đặc biệt của chương trình chúng tôi. Bởi vì lần nào thì cậu bé này cũng chọn những cái bài hát mà ngay cả những ca sĩ người lớn đôi khi cũng còn cảm thấy vất vả. Chứ đừng nói chi là một cậu bé như thế này. Lần trước quý vị còn nhớ không ạ? Bé đã chọn cho mình cái bài hát là Thư Pháp. Lần này thì là Mái Đình Làng Biển. Đều là những cái bài hát mà cần một cái quãng giọng rất là rộng và một cái nội lực cần đủ có để có thể trình diễn được. Và con thấy không, vừa rồi con hát cái khán giả vỗ tay quá trời luôn, có nghĩa là phần trình diễn của con đã thành công. Chúc mừng con nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Con biết luyến lấy nhấn nhá đúng nơi đúng chỗ à, tuy nhiên là đối với cái tuổi của con á, để xử lý mấy cái bài này á, cô chú anh chị lớn á, cũng đã xử lý còn khá vất vả chứ đừng nói gì con. Nhưng mà muốn cho nó hay hơn à, để cho nó ngọt ngào hơn nữa à, thì chú muốn con à, nếu mà chọn cái thể loại nhạc này thì con phải thì cần cái độ ngọt và độ chín. Con hát lại cho chú nghe. Ôi vuốt cong mái đình. Ôi vuốt cong mái đình, ơi nước non ân tình, hồn Việt Nam như thế. Tức là chỉ có một cái chỗ mà con xử lý đúng hai chữ thôi. Chú cần con hát hai chữ là ôi vuốt cong mái đình, nó sẽ ra cái bài hơn, đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng khi con về được với huấn luyện viên của con thì chú ấy sẽ làm cho con những cái khác hơn. Em đang nghe, em thắc mắc là tại sao anh Hoài Linh lại nhận xét về cái bài này một cách chi tiết, nó sâu sắc đến như vậy. Cái sau đó em mới vỡ ra trong đầu em rằng, à, thì ra anh Hoài Linh đã từng hát cái bài này rồi. Và ông chỉ hát không đâu, mà còn hóa thân thành một cô gái nữa. Đó. Cho nên quý vị bây giờ thử lên trên mạng, bấm Hoài Linh Mái Đình Làng Biển coi, bùng một cái hiện ra một cô gái đẹp, tuyệt đẹp, hát cái bài này hay lắm, là ảnh đó. Yeah. À, thật sự ra là chính bản thân chú lớn rồi mà chú... Nhiều khi chú cũng tập tành chú hát, nhưng mà cái này là âm hưởng của Bắc Bộ, nó có một chút xíu ca trù ả đào trong này, cho nên là cái độ liếng lấy nó hơi khó. Chú đây mà chú còn chết lên chết xuống với nó chứ đừng nói gì con. Chúc mừng con, chú chọn con. Dạ, chúc mừng con. Từ lựa chọn đầu tiên đến từ giám khảo Hoài Linh, mời cô Thanh Hằng. À, cũng như là chú Hoài Linh nói đó, cái bài này nó phải có những cái luyến lấy đó mới đỉnh đó. Nó đặc biệt là ngay chỗ đó là phải như vậy. Cho nên là con nếu mà về đội mà thầy có dạy con thì thầy cũng nhớ. Ví dụ mà có những cái bài như thế thì là con cố gắng cho nó sâu vô chút xíu nữa nha. Cô chọn con luôn đó. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Và mời chú Thanh Bạch. Chú đồng ý. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Con được vào vòng trong. Cảm ơn các vị giám khảo. Chạy về với thầy giáo của mình nào.
Cọ phu du người gác tình tư treo lên đỉnh đôi góc ngôi nhà cũ nâng cặp tường voi hoa bằng một thời hoa bằng một thời hoa bằng một thời. Lần theo đường nhỏ mẫn man truyền cũng ngó cành gai khô mùa mang trôi chảy nỗi buồn mong manh sai người là sai. Giọt sương bay lên cành khô bay lên ngày tôi bay lên ngày em bay lên giọt sương không tên. Chúng ta vừa đến với những giọt sương đáng yêu của lớp thầy giáo Hữu Quốc. Cảm ơn tất cả các con đã hỗ trợ cho bé Út, Út 8 đúng không? Cứ để vậy đi, xếp từ anh 2, anh 3, 4, 4, 5. Dạ con là Út Điệu. Út Điệu. Con. Dạ con là 8 Tưng Tửng. Thấy con tự tin con nói điều đó là biết con có không bình thường rồi đó. Còn con. Dạ. Con là 7 ruồi, tại vì con có một ruồi trên miệng. À, một ruồi, 7 ruồi. Còn Quách Phú Thành là gì? Dạ là 6 ròm. 6 ròm, đúng. Con sau này nên gặp chú Hoài Linh nhiều nhiều chút. Dạ, còn con là 5 muôn. 5 muôn, à biết rồi. Năm đen. Tại vì con có cái làn da bánh mật đó phải không? Ừ. Còn con? Con là Tư Ú. Tư Ú, à, wow, Ú. Giống chú Lê đó. Dạ còn con là ba đủng đỉnh. Ba đủng đỉnh tức là làm chuyện gì con cũng đủng đỉnh vậy đó hả? Không có gì phải vội vàng hấp tấp. Anh hai thì sao anh hai? Dạ con là hai nhoi. À con nhoi quá con ơi. Con quá nhoi luôn đó. Cảm ơn tất cả các con nha. Nhìn cái cảnh này thì tôi muốn là chính huấn luyện viên là anh Hữu Quốc
anh làm sao mà anh giữ nguyên một cái gia đình của ông Năm này lại trong cái chương trình, anh dựng như thế nào không biết, mà tôi muốn là có mặt tất cả các em như vậy. Bởi vì cái sự hỗ trợ của các con á là một cái động lực rất là lớn cho những anh em mà còn ở lại. Bây giờ các con có bị loại nhưng mà con có vui vẻ mà khi mà anh em mình cần đến các con không? Tụi con dù là bị loại rồi nhưng mà tụi con vẫn vui vẻ và hỗ trợ cho các em tới cái vòng cuối cùng luôn. Chắc chắn vậy không? Dạ chắc chắn. Chuẩn bị 3, 2, 1, yeah! Con lần nữa cảm ơn các con nha. Quê gốc của con là ở đâu? Ba mẹ con quê ở đâu? Dạ, ba con ở Hưng Yên. Mẹ con? Dạ, mẹ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, vậy con có nói được giọng Bắc của ba con không? Dạ, cũng được. Thử đi. Dạ, con xin chào các cô, các chú đã đến với chương trình Thử Tại Siêu Nhí. Đó là lý do tại sao bé phát âm rất là chuẩn. Là vì cái gen từ bố đó, nên mới ca cái bài đúng dân vậy. Ca đương đại của miền Bắc. Con thả hồn theo cái bài này chứng tỏ con nghe rất là nhiều và con có cái đủ cái nội lực để con thể hiện. Cái lứa tuổi của con còn quá nhỏ, là anh thứ 8 trong gia đình nữa, mà con thể hiện bài này thì vượt quá số tuổi của con với cái kỹ thuật điêu luyện mà không phải ai cũng có thể hát được. Và quan trọng nữa là chắc có lẽ huấn luyện viên của con làm rất là kỹ qua phần dàn dựng để tạo một cái cảm xúc. Và cái điều này là cái điều rất là đáng yêu. Cái sự yêu thương nhau trong nghệ thuật nó vô cùng khó. Bây giờ thì chưa nổi lên thì thôi, chứ mà khi mà đã nổi lên rồi thì cái khối này mà nó đoàn kết lại với nhau sẽ là một sức mạnh rất là tuyệt vời. Để tụi con có nhiều tiết mục hay mà làm nguyên một cái vở diễn, nhạc kịch, đó là chuyện bình thường. Cảm ơn giám khảo thân mật cầu lửa, chúc mừng con Ngọc Thanh đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Thí sinh tiếp theo sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười sảng khoái bởi cái sự ngộ nghĩnh, thông minh, đáng yêu và cực kỳ duyên dáng bé Putin. Bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 1 bằng 5, 5 ngón tay sao tiêu.
Tiếng Việt con còn chưa gành nữa mà. Sao con học được tiếng Anh được? Nhưng mà mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có máy rồi. Chết rồi, bài toán hồi nãy mẹ mình giận mình mà mình chưa học xong nữa. Bây giờ sao mình học môn tiếng Anh được đây? Thôi mình lấy tập ra học thôi. Mother là mẹ, father là ba, teacher là cô giáo. Ừ, buồn ngủ quá. Phải mẹ điện nữa không ta? Nếu mình có nên nghe không? Lỡ như mẹ kêu mình học thêm môn tiếng Việt nữa rồi sao? Thôi khỏi nghe đi. Nhưng mà lỡ như có ai kiếm mình có chuyện gì quan trọng thì sao? Hay nghe đại đi. Alo, chị Mai hả? Chị Mai kiếm em có chuyện gì không? Hả? Ngày mai chị được ba mẹ chở đi chơi hả? Chị được tới vùng sâu vùng xa thăm các bạn nhỏ khó khăn luôn hả? Nghe vui quá, thích quá chị ơi. Nhắc chụp hình và up lên Facebook và tag tên em lên luôn nha. Fan bài cô tiên của em, nhiều các cô chú thích em lắm đó. Em hả? Hà này, em không có được đi chơi. Mẹ em đăng ký cho em học nhiều lớp lắm. Ngày mai là em phải đi học rồi. Thôi, bye bye chị nha. Mùa Thanh ơi, mùa hè là mùa để cho em vui chơi. Mà sao chị Mai có hai được đi chơi hè mà mình lại phải đi học thêm? Ước gì mình cũng được như chị Mai. Mẹ ơi, con không muốn mẹ buồn đâu. Con vẫn ngoan, con vẫn nghe lời mẹ. Nhưng mà con chỉ muốn được nghỉ hè giống chị Mai thôi à. Con muốn được vui chơi, học hát, học múa, học diễn kịch ở ngôi nhà tuổi thơ. Học mà chơi, chơi mà học, được không mẹ? Alo, alo, con nghe nè mẹ. Hả? Bây giờ con phải học thêm môn tiếng Thái nữa hả? Tiếng Thái con thuộc đó, để con đọc cho mẹ nghe nha. A qua đi khạp. Mẹ nói cái gì? Mẹ chỉ đùa thôi hả? Mẹ cho con đi chơi hè với chị Mai hả? Yeah yeah, quang hồ. Yeah quang hồ, yeah yeah. Quang hồ, yeah yeah. Quang hồ. Các bạn tới đây là hết. Trời ơi, hung gió nữa kìa. Cô Tiên đến đây. Nãy giờ hung gió xa quá, thôi giờ hung gần, hung chú một cái thì được không? Trời ơi, cảm ơn con nha, hung cái tôi muốn nám mặt luôn á. Hung mạnh quá trời luôn, dễ thương quá đi. Đây là một hồi bỏ xuống cho nó bớt đi con nha. Đó. Đây là một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là cũng nói lên cái ước mơ của các bé. Học quá nhiều, áp lực căng thẳng, cũng muốn là sống trọn vẹn như ngày hè đúng với tuổi thơ của mình, được đi chơi như tất cả mọi người. Không biết Gia Bảo ơi, hôm nay khi em tập cho các bé trong đội của mình á, mà hầu như toàn là những tiết mục độc diễn không à, em phải làm sao để cho các bé có thể thuộc hết những cái lời thoại dài như vậy? À, dạ, thực ra đây là một cái điều cũng rất là khó. Tại vì thường thì các bé là đương nhiên thí dụ diễn mà mình có cái người bạn để phối hợp đó thì nó rất là dễ, mà tại vì muốn cho các bé nó đọc diễn một mình như vậy cho nó lạ. Thật ra đọc diễn như vậy so với những nghệ sĩ kịch nói cũng là một điều rất là khó khăn, mà các bé thì chưa có học qua một cái trường lớp nào hết, chưa có biết một cái đơn nguyên nào hết, nhưng mà mình vẫn cho các bé cái đơn nguyên tưởng tượng đó. Thì cái anh Putin này thì ảnh có rất là nhiều trò, và bên cạnh đó lúc mà tập cho ảnh một mình ảnh rất là khó, tại ảnh ham chơi lắm đó. Ảnh cứ đang tập cái ảnh quên, cái ảnh gãi đầu đó, không có chịu tập trung mà tập bài đó, cho nên rất là hay quên đó. Nhưng mà hôm nay là Putin lại nhớ bài rất là kỹ. Thì mà có một cái sai đó là cái cặp nó vô là bỏ ra và quên gỡ cái cặp ra, đeo như vậy hoài làm cho các cô chú cảm giác rất là lo cho con, sợ con bị nặng quá nó gịch con lại. Nhưng mà hên là con có cái bụng, con gỡ là con gịch ngược lại, đó là cái hay của con. Bây giờ mình nghe mấy cô chú nha, xin mời chú Hoài Linh trước ạ. Đối với cô Tin thì những cái câu mà hài hước đồ này nọ thì cậu ấy sử dụng là rất là đúng lúc và rất là có duyên. Tuy nhiên là chú muốn nhìn thấy cô Tin càng lúc càng phải trưởng thành hơn. Cái này á, nó còn hơi giống như là bị thuộc bài để lên đọc vậy đó. Cho nên là con phải ráng cố gắng tập diễn một chút theo cái cảm xúc của từng cái câu nói. Nghe con? Dạ. Yeah.
Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn chú Hoài Linh. Biết chăng con bị gì không? Bị gì con? Dạ, con bị súng rồi. À, bị súng rồi. Ủa, nó có dính dáng gì tới cái chuyện mà con diễn bữa nay không? Nó có ảnh hưởng gì tới con không? Hay là răng con súng con nói gió lùi vô con đau bụng? Ừ? Con cũng không biết. Không biết nữa. À, tự nhiên thích nói khoe là con súng răng vậy đó. Con ăn kẹo quá đó. Rồi, con ăn kẹo quá. Bớt ăn kẹo lại đi nghe. Mình cũng cái bụng bự lắm rồi. Bớt ăn kẹo lại nha. Còn bây giờ thì xin mời ý kiến từ chú Thanh Bạch ạ. Có thể nói cái đề tài châm biếm đối với người lớn cũng khó rồi nữa. Thì ở đây, ở cái kịch bản này thật ra không đơn giản. Nếu như kém một chút xíu duyên thì nó trở nên cứng nhắc và rất là giáo điều. Bởi vì tất cả cái vấn đề nêu lên thì mọi người đều biết. Nhưng ở đây thông qua diễn viên Putin của chúng ta thì nó quá duyên dáng và bé biết những cái điểm mà giống như người chuyên nghiệp ấy, những cái điểm nhấn quan trọng thì bé làm được. Dạ, xin cảm ơn các vị giám khảo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đẹp quá, vũ xin đoàn chúc mừng ơi. Cho bé Gia Nghi và xin cảm ơn các phụ công của vũ đoàn Phương Việt. Và bây giờ chúng ta lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Dạ mời cô. Em nhìn cũng coi hiệu trưởng, em nói thiệt, ngay góc này em nhìn xuống em thấy được cái bộ nữ trang không, em không thấy cái mặt của cổ. Con thấy cái bộ nữ trang của cô đẹp không? Dạ rất là lấp lánh đó, thấy không, con nít không có nói dối đâu nha cô, lấp lánh lắm luôn. Bé cảm nói, ơn con trang ơi trang, bé nó lấp lánh thôi nha chứ không khen đẹp nha. Lấp lánh là đủ rồi, tại vì tiêu chí của cô ngày hôm nay tới đây cũng là để tỏa sáng kẻ mấy đứa con, cho nên như thế là tỏa sáng rồi phải không mấy đứa. Cái bài của con vừa rồi phải nói là quá đẹp. Cô muốn tất cả mọi người hoan nghênh con một lần nữa, bé Nghi. Cảm ơn cô. Và tiết mục sen cũng cho thấy là con rất là đa dạng trong cái phong cách âm nhạc của cá nhân con. Và thầy Quốc Đại cũng như hôm nay có sự hỗ trợ của cô Vân Trang làm cho con càng đẹp hơn trong mắt của khán giả với cái tiết mục này. Về sự dàn dựng là tiết mục là có vũ đoàn Phương Việt là trang phục, rồi cái nền backdrop toàn là sen, rồi trên sân khấu tất cả mọi thứ hiện lên cái màu hồng rất là đẹp, tôn lên cái vẻ đẹp của con ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời cái nội lực ở trong con nó cộng hưởng thêm với cái vẻ đẹp bên ngoài. Con hát mấy cái nốt cao rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Thêm một cái nữa cô khen con cái bản lĩnh của con, nhất là cái đoạn mà khi con xuống dưới rồi, rồi con tự bước lên trên cái bục kia, ba cái bậc tam cấp đó rất là cao, mà con còn có cái váy dài, con bình tĩnh con đi lên và con hát cái đoạn phiêu ba cái nốt rất là cao ở giữa bài, thì làm cho cô thấy là con có một cái phong thái của một người nghệ sĩ thật sự. Cô chúc mừng con ngày hôm nay. Con cảm ơn cô. Những mỹ từ đã dành cho con nãy giờ rồi và mọi người đều cảm giác được rằng là đây là một tiết mục quá đẹp. Cô có một chút lo lắng cho con ở cái phần đầu tiên, tại vì thực sự là cô không có nghe được cái phần đó, cái âm sắc nó có thể nó không quá phù hợp với giọng của con. Nhưng mà ở đoạn sau thì con đã lấy lại hết tất cả những gì mà người ta đang mong muốn thấy ở bé Gia Nghi, và cô thực sự thấy cái thần thái của con. Cô nghĩ rằng một bạn ở độ tuổi của con để mà làm chủ sân khấu để biểu diễn được bài hát này thực sự rất khó. Tại vì phải có cái bên trong, đó là sự tinh tế mới có thể hát và có cái thần thái thể hiện ra bên ngoài như vậy. Cô nhớ ở cái đoạn mà lúc mà nhạc chuyển, để mà chuyển sang cái khúc mà nó cao mạnh hơn, nó mạnh hơn á. Đúng rồi, cao để mạnh hơn á. Lúc mà các cô vũ công tháo chiếc áo màu lá sen của con ra, và con có cái ánh mắt sắc hơn, nhưng mà nó không phải là cái sắc lẹm theo kiểu quá dữ dội, mà nó là cái điều cần phải có ở một cái đoạn chuyển như vậy. Nếu mình thiếu điều đó thì có thể là khán giả người ta sẽ không có tập trung vào mình nhiều, bởi vì trên sân khấu là tất cả các cô vũ công đều quá đẹp. Và điều đáng khen nữa là ở bé Gia Nghi vẫn có cái sự hồn nhiên của một em bé, và làm cho thầy cô ở đây cảm thấy rất là vui khi được nhìn thấy tài năng của các con tỏa sáng một cách thật là đẹp đẽ, một cách thật là lung linh, nhưng cũng thật là hồn nhiên như vậy. Chúc mừng Gia Nghi. Một lần nữa cảm ơn Gia Nghi với tiết mục sen. Trời ơi, ghét quá. Lời nói đầu tiên cho phép con Kết Tiên Ngọc Nhi xin được gửi đến quý thầy cô và ban khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay con 5 tuổi, xin được trình bày ca khúc được mang tên Em Đi Qua Cầu Cây. Thank you.
Chào chị Năm súng văn. Trời đất ơi. Cười cái coi, cười gì thế nhỉ? Dạ. Thôi, không phải súng găng, người ta thay găng. Con đang thay găng hay là sao? Mày thiếu canxi. Bây giờ mình thử nghe những thầy cô nhận xét như thế nào về phần trình diễn của mình nha. Thầy Cường ơi, sao thầy Cường bấm con vậy? Sao con quá dễ thương luôn á. Con rất là dễ thương, nhưng mà thầy nhìn thấy con hợp với thầy Quốc Đại hơn nên thầy để con cho thầy Quốc Đại hướng dẫn cho con, chắc chắn rằng ở cái vòng sau con sẽ tỏa sáng hơn nữa. Có vẻ muốn về lớp thầy Cường hay sao? Bé nó thích về lớp thầy Cường hay làm sao? Bây giờ con thích lớp nào? Thầy Năm Cường. Trời ơi! Bấm liền anh Cường ơi! Con nói thiệt không? Con nói thiệt không hay là nói cho thầy vui? Mình nghe thử thầy Quốc Đại nói làm sao. Con ơi, khi mà con bước ra là thầy Đại chịu lắm rồi. Cái bộ đồ sao mà nó nghiêm túc, nó rất là thanh niên xung phong. Trời ơi, từ đầu cho tới chân luôn rồi. Bước ra là coi như là khỏi thi đi, đậu liền. Khỏi hát luôn là thầy phải cho vô liền luôn á. Rồi cột cái khăn, rồi bày đặt cột khăn thế này nè. Sao hôm nay thầy Đại về tìm có về chiếc nát? Cầu cây bắc ngang qua suối. Giọng gì mà bé rồi chém vô con tim của người ta. Rồi xong cái người ta chọn cho đã rồi cái nói con thích gì thầy Năm Cường. Cô Xuân Thảo, cô thấy con sao nè? Vừa bước ra là con có cái nụ cười rất rất là gây thiện cảm với cô. Tại vì con có một cái nụ cười có cái cằm y chang như em bằng bon ở nhà của cô vậy đó. Và khi mà con hát lên thì giọng con rất là giống như thầy Quốc Đại nói, cha rất là bén à nha. Đây, thầy đã chọn con từ đầu thì cô nghĩ là con nên về với chú Quốc Đại đi ha con ha. Con gái ơi, con đã làm cho thầy cảm thấy rất là rung động với con. Bởi vì con đã dành tình cảm cho thầy, cho dù con có về thầy hay không, nhưng mà thầy sẽ tặng cho con một món quà, một bàn thỏ rất là dễ thương. Cái này là quà của khán giả hâm mộ tặng cho con là thầy Nam Cường nha. Rồi, cảm ơn. Nhìn cưng lắm anh. Thôi bây giờ về nhà con. Cái đường đi ở giữa này nè là cái đường đến trường. Con thích lớp học nào? Con tới con khoanh tay, con chào thầy cô, cái con xin phép con vô lớp con học ha. Chuẩn bị 2, 3. Quẹo thẳng luôn. Chạy lên đường quá. Dễ thương quá. Rồi, cảm ơn thầy Đại cho con. Cảm ơn thầy cô. Dạ, con xin kính chào các thầy cô và các quý khán giả. Con tên là Thanh Thủy, con 14 tuổi và con đến từ Long Thành, Đồng Nai. Còn con tên là Dư Phạm Ngọc Diệp, năm nay con 11 tuổi rưỡi và con đến từ Hà Nội. Dạ, sau đây tụi con xin trình bày bài Giấc Ngủ Đầu Nôi, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn ạ.
Bạn, đó chính là phần biểu diễn của Ngọc Diệp và Thanh Thủy. Diệp ơi, con ở Hà Nội mà sao con hát Nam Bộ? Con sinh ra ở đây đúng không? Dạ không, con sinh ra ở Hà Nội. Hà Nội luôn? Rồi, mẹ con người Nam hả? Dạ không, ba mẹ con đều là người Hà Nội hết. Ủa sao ngồi? Ủa khoan, từ từ. Nếu mà mình xét về cái mặt mà địa lý nghe, là cái phát âm này là nó rất là miền Nam, nó rất là đáng yêu, rất là ngọt ngào. Con thử con nói giọng Hà Nội cho mọi người nghe thử đi. Dạ, con xin chào các thầy cô và các quý vị khán giả. Rồi khi nào con xài cái tiếng miền Nam mà khi nào con xài cái tiếng miền Bắc? Dạ khi nào con ở Hà Nội thì con nói tiếng Hà Nội, còn khi nào con vô Nam thì con phải nói tiếng miền Nam. Ai dạy cho con hay quá vậy? Ai dạy cho con? Dạ con nghe bài của chị Phương Mỹ Chi xong rồi con học tiếng miền Nam luôn. Trời ơi. Ê con thích chị Phương Mỹ Chi phải không? Dạ. Con gái chú, ngày trước chú đã từng là một huấn luyện viên cho Phương Mỹ Chi, chắc con theo dõi con biết rồi đúng không? Dạ. Đó, thì ngoài người mẹ sanh ra Chi thì có những người bên cạnh để mà săn sóc và quan tâm Chi, thì chú là người thứ tư, đến thứ tư nên gọi là người mẹ thứ tư. Dạ. Cả hai con đã hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Ở Diệp có mặt hạn chế này thì được Thủy bù vô, còn ở Thủy có mặt hạn chế này thì được Diệp bù vô. Và nếu mà hai con về độ của thầy thì thầy sẽ tập để các con hoàn thiện bản thân và hai con cùng tiến lên cùng đó. Nhau tiến lên một cái tiến lên trên một cái con đường rộng mở phía trước. Dạ. Cảm ơn thầy. Hai đứa con bước ra với hai tà áo trắng đã hớp hồn chú rồi. Chú rất mê những cái gì mà nó gọi là đơn giản. Cái gì ai cười gì vậy? Dạ, nó nghe đơn giản sao cái áo chú nó không có được. Cái gu nó không hợp. Mặc đồ là phải như anh Quốc Đại vậy đó. Cầu tre, chim chóc, cây cối, rồi tất cả giường tường cao cá đẩy vô hết luôn. Bên cạnh đó, chú thì nhìn gương mặt cũng như là độ tuổi thì nó cũng trên lệch với chú Quốc Đại. Trên lệch như thế nào ạ? Chú có sự trẻ trung, hồn nhiên gần với tụi con. Anh nói như vậy là anh Quốc Đại quá già cỗi. Đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi. Chỉ tặng quà thôi nha. Trời ơi, lên đây nhìn gần mới thấy như thiên thần. Vậy luôn á hả? Hai đứa em lên mới thấy hả? Anh ngồi đây là anh thấy rồi. Mời cả ba thầy cô cùng lên đây ngắm mấy bé rõ hơn. Thì tại gia đình mình chụp một tấm hình để hồi nữa xào xáo không còn đẹp nữa. Dạ, 1, 2, 3 nhìn về camera cười cái này. 2, 3. Bây giờ hai con lựa chọn hoặc là về lớp học Nhi Sắc Nhí hoặc là về lớp học Xì Trâm. Tụi con chọn về lớp nào, hai chị em nắm tay vô trong đó ngồi điểm danh. Được chưa? Đó là hai cửa phòng học. Và bây giờ đứng quay mặt lại đi, mình quay mặt. Hai con nắm tay nhau, hai chị em nắm tay nhau. Mời hai con bắt đầu. Đằng sau quý vị và các bạn, một sân chơi mùa hè dành cho các bé với tên gọi Thử Tài Siêu Nhí mùa thứ tư năm 2019 vẫn sẽ còn tiếp tục, và mời quý vị hãy cùng đón chào tiết mục dự thi tiếp theo. Trời ơi. Một hôm mẹ trắng bỗng nghe tiếng hát em, mẹ lang thang hoài để bầu trời thêm vàng.
Mực thơm có nắng bỗng nghe tiếng hát em. Nắng bụng buồn hòa tự chưa muốn quên. Đừng mang trong này xa những nỗi ưu phiền, và đừng mang trong tình yêu những tình cờ buồn. Để chú bé, bé con, để cho ta lời ca hát để yêu người, và người cho ta lời ca hát để yêu đời. Thiết tha nơi em. Giật mưa tan trong đất chích lá bông xanh, về nhỏ để nghe nghe ca hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hết chút về nhỏ ngày đêm hát ca. Cảm ơn các con. Bảo Hân ơi, con phải cảm ơn các bạn trong vũ đoàn ABC Kids nha. Nhờ các bạn mà cái tiết mục của con trở nên sôi động rất là nhiều. Đặc biệt là hai cái bà đứng đầu này nè. Trời ơi, hai bà y như hai con búp bê da màu đó. Đó, nhảy khí thế luôn. Rất là dễ thương. Không biết cô giáo Yến Trang có hài lòng với tiết mục này của học trò mình không ha? Với cái vòng này thì Trang đã cho các bé thêm rất là nhiều màu sắc. Nhưng mà chắc hẳn rằng vẫn có một đôi chỗ, cái khuyết điểm mà các anh chị đã đưa ra thì Trang đều đã rèn cho các bé, nhưng mà có thể là vì tuổi còn nhỏ và cái thời gian để mà hòa nhập với những cái khuyết điểm đó thì nó cần dài hơn người lớn bình thường một tí xíu, cho nên là Trang vẫn chưa 100% hài lòng với tất cả những cái tiết mục mà mình đã dàn dựng. Dạ, yeah, đó là tâm huyết của một người thầy cô muốn gửi đến cho các con để các con ngày một tốt hơn nha. Còn bây giờ thì mình nghe ý kiến của các cô chú giám khảo nè. Cô Thanh Hằng ơi, cô Thanh Hằng thấy tiết mục này sao? Cô nói cho con biết đi nè. Cái tiết mục này thì con ca nó bị lệch cái nốt chút xíu. Nhưng mà cô cũng chúc mừng con đã hoàn thành được cái tiết mục này rất là dễ thương cùng với lại đội múa. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Trong nguyên tắc biểu diễn, cái người hát phải là cái người nhảy đẹp nhất. Thì những đoàn con phối hợp với vũ đoàn là mọi người rất là hưng phấn. Nhưng trong chừng mực nào đó, cái máu lửa của vũ đoàn nó quá cao đi. Mà cái độ bốc của con á, nó chưa đủ cái niềm tin, nó chưa đủ điểm tựa để con bốc cũng điên rồ như là cái đoàn múa đó, thì nó mới hòa nhập được giữa múa và hát. Và cái điều này thì nó đòi hỏi con phải có bản lĩnh và có thời gian.
kỹ thuật nữa. Nói chung á, nếu con muốn kết hợp nữa thì con phải tập luyện hình thể, tập trung nhiều hơn nữa. Nhưng mà quan trọng mình là ca sĩ, giọng hát mình phải đi đầu trước đã, rồi tất cả những cái khác đó sẽ bổ sung cho mình sau. Dạ, cảm ơn chú Thanh Bạch. Và bởi vì con là ca sĩ nên con cần phải nghe lời góp ý từ một ca sĩ, đó là cô Đoan Trang. Với con á thì cái vấn đề ở chỗ là con chưa nắm được cái kỹ thuật hát, mà cái đó cần phải thời gian nhiều lắm. Con bị hát theo cái bản năng của con nhiều quá. Ví dụ như một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em, thì con bị là một hôm mây trắng, con bị cái ngân cái luyến trong đó nhiều quá. Thành ra đi hết cái bài ấy, thì đâm ra người ta bắt được liền cái lỗi của mình là cái lỗi nào mà nó chưa chuyên nghiệp ha. Còn cái nốt luyến của con nốt luyến quá nhiều thì cô mong là cô Yến Trang phải nhìn thấy để mà sửa con. Ví dụ như là cái bài này có rất là nhiều cái đuôi như là ta da 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 với em, hoặc là bé con hay gì đó, thì mình phải làm khác nhau. Một cái thì mình đã làm rồi, với em, một cái kia mình phải làm với em, mình phải làm cái lên rồi cái xuống, cái ngang hay như thế nào đó. Con luyến đều, cái nào con cũng với em, bé con, thì đâm ra người ta dễ nhìn thấy cái sai của mình hơn ha. Rồi, theo chú ở đây chỉ có một cái điều mà lúc đầu tiên thì chú nghi ngại, nhưng mà sau thì chú không có nghi ngờ nữa. Bởi vì con lên cái câu ao của con á, là con lên cao được. Thì cái bài này chú chỉ nói là con lấy cái tông hơi bị thấp, cho nên khi mà con xuống á, con hát cái nó bị mờ, nghe không rõ lắm thôi. Chứ còn để mà đòi hỏi con nhảy như các bạn ABC Kids thì chắc là lâu lắm. Bởi vì các bạn ấy đi theo từ hồi còn 3-4 tuổi là đã đi vô trong vũ đoàn rồi. Cho nên là cái sự máu lửa của họ lấn át con. Nhưng mà con yên tâm, bởi vì có nhiều ca sĩ hát mấy chục năm vẫn bị lấn át như thường, không phải một mình con. Tự nhiên nghe tới đó nó nhột nhột của con. Chùa chị em, thế
bạn Wendy Ngọc Tâm cùng vũ đoàn Chuông Gió. Bây giờ mình nghe các cô chú nha. Mời cô Đăng Trang. Lúc mà cô thấy con đợi diễn cho các bạn ở các tiết mục trước á, thì cô thấy con rất là sắc bén, rất là đanh đá. Tiết mục này là cái tiết mục mà con cần phải có cái độ lúng liếng, cái độ rất là sắc bén đó. Nhưng mà con lại thiếu đi. Không hiểu sao, nguyên một bài con bị lo ra, con không có tập trung, con đi qua đi lại hồn vía, con bay đi đâu mất tiêu à. Giọng con rất là sáng hợp hát dân ca lắm, nhưng mà phải có cái luyến, cái lấy mà mình thiếu cái đó. Ví dụ như là ta ti ta ta ti ta 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 ti ta, nó phải có cái ta da đi đi da đi da, nó phải có đủ nốt như vậy. Cô tưởng đâu câu đầu con hát là ta đi ta ra là đã thiếu nốt rồi ha, thì cô nghĩ là cái đó là do xử lý. Và câu thứ hai, câu thứ ba con lại phải hát luyến để cho khác đi. Nhưng mà từ đầu cho tới đuôi cô ngồi cô đếm, cô ngồi cô canh, thì con câu nào cũng như câu đó thiếu cái luyến đi, thiếu cái độ sâu của cái dân ca đi. Con hiểu không? Và nhớ cho cô, bạn nào cũng vậy, lên diễn là phải tập trung, tập trung. Diễn cho tất cả mọi người xem, thầy, cô, bạn bè ở nhà đang xem mình. Mà mình không có tập trung thì mình bể mất cái phần diễn của mình, uổng quá, đâu có ai cho mình hát lại đâu, đúng không? Con mắt là phải nhìn thẳng, nhìn qua phải là qua phải, qua trái là qua trái, phải sâu sắc vào, chứ không phải vừa hát mà vừa nhìn qua nhìn lại coi bạn đứng đúng chưa, rồi coi câu đó làm sao, coi phải lo cái gì trong đầu, thì cái đó là chưa được, nghe chưa con? Cố gắng là rút kinh nghiệm hay chưa? Với thêm một cái nữa là hơi, hát dân ca, bản thân cô là sợ nhất, bởi vì dân ca cần hơi dài lắm, cho nên cái đó tụi con phải tập. Tập lấy hơi thật là sâu để hát nguyên được một câu dài. Thì cái đó thầy cô phải chỉ cho con nha. Rồi, ok. Cảm ơn cô Đăng Trang. Thật ra thì theo dõi quá trình của bé Yến Vi thì tôi biết cái chất lượng của Yến Vi không phải như hôm nay. Nó khi mệt. Hát một cái câu mà cảm thấy mình chưa đúng là mình á, thì tự giận mình luôn á. Cho nên cái sự lo ra và không làm chủ được giọng hát của mình. Con đã cố gắng hoàn thành được cái bài hát mà không bỏ giữa chừng là con cũng nỗ lực nhiều lắm rồi. Bởi vì cái giọng của con trong những vòng trước đã được khẳng định thì mới được vô tới vòng này. Chứ nếu mà vòng trước con hát lê lơi kiểu này, con đã không có mặt hôm nay rồi. Cảm ơn các cô chú giám khảo.
Đại Duy muốn được mời cô Đoan Trang, muốn được mời cô Ốc và cô Xuân Thảo có thể lên đây phép có được không ạ? À? Ba người mẹ trong cuộc sống với một tiết mục biểu diễn gửi tặng cho người mẹ của mình. Thảo cảm thấy như thế nào với tiết mục biểu diễn vừa rồi? Hôm nay Phương Chi chạm tới cô rất là nhiều. Cô cảm ơn chị. Cô Ốc sao vậy cô Ốc? Cô Ốc khóc là bởi vì cô Ốc là một người con và cũng là một người mẹ. May mắn là mình còn có mẹ. Và khi đã làm mẹ rồi thì đôi khi người mẹ có những cái nỗi sợ nó rất là vô cớ. Tự nhiên một ngày nào đó mình thấy trong người không khỏe, mình thấy tinh thần mình không tốt, mình sợ rằng lỡ mình bị ốm hoặc mình rủi ro tai nạn, mình bị cái gì đó, ai sẽ lo cho con mình từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng cái khoảnh khắc lớn lên của các con mình. Dù cho điều kiện có đủ đầy bao nhiêu mà thiếu đi người mẹ thì tất cả những điều đó nó cũng trở thành vô nghĩa. Cho nên những cái nỗi sợ đó nó luôn hiện hữu trong tâm trí của những người mẹ. Cô cảm ơn con rất là nhiều Phương Trì ạ. Tại vì á, từng cái động tác, từng cái khoảnh khắc con làm trong tiết mục này nó rất là đẹp. Nó làm cho người ta cảm thấy con đã lao động nghiêm túc. Cô biết rằng là bên trong người con chắc hẳn là phải có rất là nhiều những cái vùng bị đau, những cái vết bầm để có được những động tác đẹp như vậy. Cô trân trọng điều đó con. Cô cảm ơn con rất là nhiều Phương Chi. Khi mà con ra con công diễn á, thì cô biết á, là bài này là về mẹ. Và trong cái bài này á, thì con lại được diễn xuất á, là một cái vai là mình không còn mẹ. Và mình luôn mơ ước có mẹ ở kế bên, đúng không? Nhưng mà cho cô hỏi là trong cuộc sống của mình thì mẹ luôn luôn ở bên con không? Hôm nay mẹ có đi với con không? Dạ có ạ. Mẹ tên gì? Mẹ con tên là Bùi Minh Thảo. Mẹ con tên là Thảo. Vậy thì cho Trang xin được nhắn nhủ với chị Thảo là anh chị ở dưới hàng ghế khán giả xem bé của mình ngày hôm nay múa sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi vì ngoài cảm xúc ra, kỹ thuật biểu diễn của con vô cùng tốt và chân, tay, tất cả mọi thứ, con múa jazz rất là hợp, rất là đẹp. Cô nghĩ là con sẽ rất là thành công với jazz, đương đại, vân vân. Xin phép được chúc mừng con và hãy dành cho bé một tràng pháo tay rất lớn vì bài diễn vừa rồi rất thành công của con. Con cho chú Duy hỏi nè. Khi nãy chúng ta vừa biểu diễn với cái câu chuyện là một người con không may bị mất mẹ. Còn ngày hôm nay khi mà con còn có mẹ, còn có gia đình, con có điều gì mong muốn được gửi đến mẹ mình không? Dạ, con muốn được gửi với mẹ là mẹ ơi, cho dù thế nào con vẫn rất yêu mẹ. Cảm ơn con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những lời chia sẻ từ giám khảo Đại Nghĩa. Cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ là cái bài mà chú Nghĩa đã nghe rất nhiều lần. Và lần nào nghe chú Nghĩa cũng rất là xúc động. Bởi vì cái tình cảm của một đứa con dành cho người mẹ của mình, một người mẹ đã đi xa. Và ngay cả cái giai điệu nó cũng đẹp vô cùng luôn. Và hôm nay khi thấy con mặc cái bộ trang phục này, con ngồi trên chiếc thuyền đó, chú Nghĩa ban đầu hơi ngạc nhiên. Ủa, không biết rồi con bé với trang phục này thì sẽ diễn cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ ra làm sao. Bởi vì bình thường chú Nghĩa quen nhìn thấy hình ảnh với những cái trang phục nó hiện đại với những người thể hiện cái bài này, nhưng mà hôm nay là một cái màu sắc nó hoàn toàn khác. Và đây đúng là cái sở trường của thầy cô con rồi. Khi thấy con trong tiết mục này, nó trời ơi, đúng như là gặp cá gặp nước. Con đã làm tất cả một cái nó tốt tới cái mức mà người ta không còn nhìn thấy kỹ thuật của con nữa, và người ta chỉ còn thấy cảm xúc ở đó thôi. Mình vẫn nói rằng ồ, với một cái tiết mục nghệ thuật thì cái cảm xúc nó là điều quan trọng nhất. Nhưng nếu như chúng ta không có kỹ thuật để chuyển tải được cái cảm xúc đó thì nó cũng sẽ rất khó để chạm tới trái tim của người xem. Và chú mong rằng với những cái lần sau, nếu mình còn tiếp tục được đi nữa với những thể loại khác, con cũng hãy đặt hết cái tâm của mình vào trong đó, với những cảm xúc của mình trong nhân vật cộng với kỹ thuật điêu luyện mà con sẽ phải rèn luyện từng ngày từng giờ với thầy cô của mình, thì con sẽ còn tiến xa hơn trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí năm nay con nha. Chúc mừng con. Chúc mừng Phương Chi. Bây giờ con có thể vào trong để chờ kết quả nha. Mời con có thể vào trong nè. Lời đầu tiên con xin kính chào tất cả các thầy cô. Con tên là Ngô Văn Tuấn Tú. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ Bắc Ninh ạ. Sau đây con xin trình bày ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng ạ. Thank you.
Chào Tuấn Tú. Tên với mặt giống nhau nha. Tuấn chào Tú con. Dễ thương. Con chào thầy ạ. Bây giờ Đào Duy muốn được hỏi đầu tiên là tại sao trong suốt quá trình bé nó hát thầy Quốc Đại bưng mặt khóc vậy? Ngủ. Cái gì ngủ? Có ai mới ngủ dậy mà mặt tươi vậy không? Mặt vẫn tươi có nghĩa là rất là nhập tâm vô giọng ca của con. Nhưng hôm nay con chưa hát đúng cái lực của con. Khi mà mới vào đầu con hát rất tốt, rồi cái đoạn giữa thì con lại hơi đuối xíu. Sau cái quãng gian tấu con nghỉ một xíu thì con lại lấy lại cái lực. Và cái nửa bài cuối con hát tốt hơn cả nửa bài đầu luôn. Nên thầy quên bấm luôn. Dạ, cũng may là cô Thảo đã bấm cho thầy. Nhưng mà chưa bấm thì giờ thầy bấm cũng được vậy. Đúng không? Nhưng mà lý do gì khiến cho cô Xuân Thảo quyết định nhấn nút ở những giây cuối cùng ạ? Thật ra thì cô thấy là con về với đội của chú Đại rất là hợp. Khi mà con hát là cô đã nổi da gà nên cô phải bấm luôn. Cô quyết định đại luôn. Cô tự bất chấp luôn là cô bấm và để cho chú Quốc Đại bắt buộc phải giúp cho con thôi. Có vẻ là cô Xuân Thảo quên mất một điều rồi. Không phải bên tay trái của cô Xuân Thảo biết hát đâu mà bên tay phải của cô cũng biết hát nha cô nha. Ở cái lớp của bên Nhi Sắc Nhí này cái gì làm cũng được. Thầy chứng minh thầy đi. Thầy cô nào làm thầy cũng thầy chứng minh đi. Thầy Lộc chứng minh liền. Thầy Lộc. Mời thầy Lộc. Con ơi, nãy con ca câu gì đó? Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Cố lên nha. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Gì anh? Gì anh? Biết ai? Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Lấy tòng sao ta không biết ai còn nhớ đến ân tình không? Biết ai còn nhớ cái gì anh lại thôi để anh hát câu tiếng bè đi. Em tự tin theo tiếng bè nước nở. Tiếng bè đi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng. Rồi. Trời ơi, nghe chữ lòng một cái là nó nhói trong lòng rồi. Thầy Quyền thử đi thầy Quyền. Em thầy Quyền không có lại được không đâu con. Thầy bé, nó hát cái lòng nằm ở cái khúc ruột non. Con nhỏ thầy Lộc hát cái lòng nó rớt xuống ruột già. Thì đúng rồi, con nhỏ thì là ruột non. Không thì lớn thì ruột già là đúng đó. Dạ đúng rồi, mình nghe cái chữ lòng thấy buồn rồi. Còn riêng đối với thầy Nam Cường, quyết định rất nhanh chóng ngay từ khi bé hát những cái câu đầu tiên. Có lẽ là bởi vì thầy cảm nhận được một cái điều đặc biệt từ bé đúng không ạ? Tại sao thầy ngồi im lặng nãy giờ, thầy không có nhoi nhoi gì giống như bình thường? Bởi vì sao? Con khiến thầy bị lặng đi khi mà con hát rồi. Rất nhiều tiết mục thầy bị lặng lắm á con. Và khi con hát mà cất ngay cái câu đầu tiên lên đã chiếm được trái tim của thầy rồi. Thầy thích dòng nhạc này cũng như thích con. Thì khi mình thích một cái điều gì đó rồi thì chắc chắn mình sẽ toàn tâm toàn ý, mình dành cho cái đối tượng đó rất là nhiều tình cảm. Thật sự thầy rất mong có thể có con ở trong đội hình của thầy. Thầy không chỉ là mạnh ở những cái dòng nhạc trẻ hay gì đó, và ngay cả dòng nhạc này hay là dòng nhạc dân ca, thầy vẫn có thể giúp cho con được. Cảm ơn thầy Nam Cường.
Con có cả hai lớp học, lớp nào cũng muốn mời con về hết. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái đoạn nhạc, sau đó con vừa hát và giống như là con đang đi vào trong sân trường vậy đó. Con thích lớp nào, con vô lớp đó. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, 90 ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa từ là hết người ơi. À, anh Nam Cường cũng không giấu được cảm xúc của mình đúng không ạ? Chị gì đang xảy ra vậy? Xin phép thầy con được vào lớp ạ. Trời ơi, khiên con vô luôn á, khỏi xin hả? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cảm xúc tiếp theo cùng với thử tài siêu nhí.